Vâng, Shipman mình chào quý anh em nhé. Cũng gần cuối năm rồi thì shop Shipman mình sẽ sale một số mẫu cho anh em chơi nhé. Và hôm nay thì mình sẽ bớt cái này, giảm cái này một chút xíu đi cho anh em chơi. Cộng thêm mình tặng thêm cho anh em một cái bật lửa kim luôn, cái đèn pin anh em nhé. Cái sản phẩm này này rất là chất lượng luôn. Bền anh em nhé, nó bằng kim loại này, khung nó bằng kim loại và nó rất là sáng anh em nhé. Thứ nhất là nó kim đèn pin, thứ hai là nó là một cái bật lửa anh em nhé. Cái này thì hôm qua mình mới test, mình mới lấy ra mình test thì mình để cho mức sáng mạnh nhất và mình để nó sáng tầm khoảng 45 phút mà bây giờ nó vẫn còn sáng rất là tốt anh em nhé. Thì chút nữa mình sẽ giới thiệu cho anh em. Cái này anh em mua bên ngoài thị trường là giá loanh quanh tầm 380.000 đồng anh em nhé, 380.000 đồng. Còn shop mình thì đang bán 250.000 đồng một cái này. Anh em mua lẻ thì mình cũng bán cái này anh em nhé, 250.000 đồng. Nhưng mà hôm nay mình sẽ tặng cho anh em khi mà anh em mua cái này, và cái này mình còn đang bớt anh em nhé. Đấy, ok. Thì mà trước tiên mình sẽ giới thiệu cái Zippo trước anh em nhé, xong rồi mình sẽ giới thiệu cái quà tặng sau. Và mình sẽ nói luôn cho anh em là cái mẫu này thì mình có 3 cây thôi và mình sale cho anh em 3 cây này cộng với 3 cây đèn pin đấy anh em nhé. Tiện đây thì mình cũng nói luôn là sản phẩm sale thì nó không có quy ra tiền mặt hoặc là không quy ra bớt anh em nhé. Anh em thích thì anh em lấy, không thì thôi. Đây. Anh em chọn mẫu khác. Và sản phẩm đây, một chiếc Zippo xuất Nhật anh em nhé, chủ đề về Harley Davidson và nó là hàng Armor anh em nhé, cao cấp, hàng xuất Nhật. Đấy, cái mẫu này thì trước đây bên mình bán cũng rất là chạy anh em nhé, rất là chạy luôn đấy, một trong những cái mẫu cao cấp bán chạy. Nhưng mà gần đây thì nó cũng hơi cũ mẫu rồi. Đấy, mẫu này thì mình bán cách đây cũng hơn 2 năm rồi anh em nhé. Về cái chất liệu của sản phẩm ấy, nó là bằng đồng và cụ thể là bằng đồng thau anh em nhé, xong rồi nó khắc chìm, đấy, khắc chìm sâu xuống làm cho cái chủ đề nổi lên này. Đấy, trên đây có chữ Harley Davidson. Thì như anh em chơi Zippo cũng biết là cái chủ đề Harley Davidson là nó xuất hiện trên những cái cây Zippo rất là nhiều anh em nhé. Đấy, rất là nhiều luôn. Và công ty Zippo nó phải mua bản quyền thì nó mới được sản xuất ra cái chủ đề này. Thì cái chủ đề Harley thì thường nó là sẽ cao cấp hơn so với những cái bật lửa khác. Ví dụ như cái chủ đề cá chép hoa rồng hay là các kiểu đấy, loanh quanh đấy, kỳ lân các kiểu đó thì nó không cao cấp bằng, không đắt tiền bằng cái chủ đề Harley anh em nhé. Đấy là trên mặt trước, còn ở đây thì nó cũng có cái logo của hãng Harley, đây cũng có cái logo của nó anh em nhé. Đặc biệt là cái phần này này, đấy, cái phần màu trắng trắng này anh em nhé, nó là một cái miếng miếng này kim loại anh em nhé. Để sau nó gắn vào cái bật lửa và cái bật lửa này này nó sẽ khắc khắc sâu vào cái bật lửa này. Đấy, xong rồi nó mới gắn cái này vào bằng keo anh em nhé. Bằng keo thì nó là keo gắn sắt anh em nhé, chứ không phải là keo con voi bình thường đâu, mà nó kiểu gắn sắt nên nó cũng rất là bền. Còn nếu như mà anh em làm kiểu gì mà nó ví dụ hi hữu mà nó bong ra thì anh em vẫn có thể gắn lại. Và cái này thì nó nổi lên anh em nhé, nó nổi lên tầm khoảng 1 phần 3 ly gì đấy. Này, 1 phần 3 ly. Mình thò tay vào có cảm nhận được anh em nhé. Và cái này kiểu như nó chìm xuống 50-50 ấy. Đấy, kiểu như vậy. Mình nói như thế để cho anh em dễ hình dung anh em nhé. Và sản phẩm này thì được cắt từ mặt trước vắt qua cạnh bên, cạnh bụng và vắt qua mặt sau. Và cuối cùng là vắt qua cạnh bản lề. Thì cái màu anh em nhìn thấy cái màu sắc này, cái nó nâu nâu xám xám đen đen anh em nhé. Thì cái màu này màu đặc trưng của những cái cây Zippo xuất Nhật. Về phần thân và phần nắp thì nó rất là kín khít. Bản lề thì có 5 chấu anh em nhé. Chất liệu của bản lề là bằng niken, còn chất liệu cái vỏ này là bằng đồng. Đấy, mỗi hàn này thì rất là bền. Shop mình sẽ bảo hành trọn đời cho anh em nếu anh em dùng mà bị bong một trong hai mỗi hàn này. Đấy, bên trên đây. Đấy. Sau khi nó làm cho cái sản phẩm này lên màu xám xám như thế này thì nó đổ thêm một cái lớp keo nữa anh em nhé. Đấy, lớp keo mỏng. Cái lớp keo này có tác dụng là ngăn chặn cái mồ hôi tay bám vào cái Zippo. Đấy. Để cho cái sản phẩm lúc nào nó màu sắc cũng đẹp như thế này. Về cái mộc đáy sản phẩm thì đây là một cái Zippo Armor. Nên là mộc đáy nó là mộc đáy lồi anh em nhé. Đấy. Nét chữ rất là rõ ràng, chi tiết và sắc nét. À, tiện đây thì shop mình đã chụp ảnh rõ ràng cây này rồi anh em nhé. Đấy, anh em muốn lấy thì anh alo cho shop đặt hàng ngay thì sẽ được quà tặng anh em nhé, một cái món quà tặng rất là hấp dẫn. Sau khi bán hết 3 cây này thì mình sẽ ấn video anh em nhé, anh em sẽ không thấy nữa. Ok, mặt sau của nó đây chữ Harley Davidson rất là rõ ràng chi tiết anh em nhé. Cái thương hiệu Harley này ra đời cũng khá là lâu rồi và nó do hai ông đồng sáng lập anh em nhé, một ông tên là Huxley và một ông tên là Davidson.
nó như thế. Mình quay rất là rõ ràng cho anh em. Cây này anh em có thể mua sưu tầm anh em nhé. Âm thanh thì mình thấy khá là hay. Để âm thanh đấy anh em nhé. Bánh xe bén. Tuy nhiên thì âm thanh nó hay như thế nào thì tùy từng người nghe và tùy từng dòng nó sẽ cảm nhận khác nhau anh em nhé. Nhưng mình thấy cái cây này âm có là cũng khá là hay. Lý do mình có thể là phỏng đoán cái này âm hay có thể là do cái phần nắp này nó khắc khắc như này anh em nhé, nó giống như một cái chuông đồng ấy, mà nó có chạm chỗ thì nó sẽ hay hơn một cái chuông mà nó trơn. Bên trong thì có màu vàng của đồng đây và đôi khi bên trong nó lem lem đen đen là bình thường anh em nhé. Cái phần lem lem đen đen là mình không thể biết được tại vì nó nằm bên trong tem anh em nhé. Khi anh em mua hàng bên mình ấy, thì mình cũng sẽ cho anh em kiểm tra đúng hàng như clip rồi anh em nhận và thanh toán tiền sau thôi. Cái này thì sản xuất vỏ với ruột lệch nhau mấy tháng anh em nhé. Ví dụ vỏ là đầu của năm 22, ruột là cuối năm 21 thì tính ra nó lệch nhau cũng mấy tháng. Không quan trọng anh em nhé. Quan trọng là hàng xịn, chính hãng, bảo hành trọn đời. Ruột của nó có màu vàng, cổ đã cao bằng đồng và bánh xe cắt sơ sâu. Các cái chi tiết để phân biệt hàng thật hàng giả là cổ đã là 1 này, bánh xe là 2 này, búa là 3 này. Ba chi tiết đấy là dễ phân biệt nhất anh em nhé, nên là anh em chú ý vào. Và để cho khách để cho an toàn nhất ấy, thì anh em cứ lên Google hoặc YouTube anh em có cách phân biệt shipo thật giả. Sau anh em nghiên cứu tầm khoảng vài vài ba tiếng gì đấy là rất là nhuyễn anh em nhé, chứ không là anh em chỉ cần mình cũng đã ghi trên shop của mình trên website ấy. Một cái bài cũng khá là dài, anh em đọc tầm khoảng 10 phút ấy, thì là anh em sẽ biết cách phân biệt thật giả. Còn nếu như mà anh em ngại phải đọc ấy, anh em ngại tìm hiểu thì anh em phải chọn một cái shop nào mà uy tín anh em nhé, thì anh em mua thì nó sẽ an tâm an toàn. Chứ đôi khi trên thị trường này anh em bỏ ra tầm khoảng 500-600 nghìn đồng mà vẫn mua phải hàng fake anh em nhé. Tiền mất tật mà tiền mất mà ức chế anh em nhé. Ok, đây là cái sản phẩm. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em xem cái quà tặng em nhé. Quà tặng là một cái cây đèn pin. Và đèn pin này thì nó có dây sạc và kèm theo một cái dây để đeo anh em nhé. Nó nằm trong đây này. Bên trong đây anh em nhé. Lật cái này lên. Nó sơ lược qua thì cái đèn pin này nó rơi vào tầm khoảng 10 cm. Cái chiều này thì đường kính của này nó rơi vào tầm khoảng 2,5 cm. Chất liệu ở đây này, để mình nói nhanh luôn anh em nhé. Chất liệu ở đây này, đấy, anh em nhìn thấy từ đây xuống đến đây này là bằng kim loại anh em nhé, nên rất là cứng cáp và rất là dày anh em nhé. Thậm chí cái này nó còn chịu được cái ô tô sedan nó nghiến qua anh em nhé, nó trườn qua. Thì tí nữa mình cũng sẽ để cái link của cái sản phẩm này bên dưới phần bình luận và mô tả. Bên mình đang bán với giá là 250.000. Nếu mà anh em thích thì anh em mua lẻ cái này, còn không là mình tặng cho anh em. Nếu mà anh em mua cái Zippo, cái phần này anh em nhé cũng là bằng kim loại luôn. Còn cái phần này này, đấy, nó là bằng nhựa cứng anh em nhé. Mình đoán nó là bằng nhựa cứng. Còn phần này chắc chắn là bằng kim loại. Đấy. Và khi mà anh em dùng này thì cái đèn này nó sẽ có 3 chức năng, ba mức độ anh em nhé. Thì anh em nhìn thấy nó nhỏ nhỏ như này này. Cái bóng này nó, cái bóng LED này này, nó chỉ bằng cái hạt vừng đấy. Bằng cái hạt vừng to vừng. Nhưng mà nó rất là sáng. Cả mình sẽ bật cho anh em này. Tại vì trong đây đèn của mình đang sáng nha. Đây bây giờ mình sẽ tắt đèn cho anh em xem. Đây, đây. Mức này này. Mức chớp này. Và mức này mức sáng mạnh anh em nhé. Nó sẽ có 3 nấc: sáng mạnh, sáng yếu và chớp. Đấy là chức năng đèn pin anh em nhé. Còn đến với chức năng bật lửa thì anh em có thể lật cái này lên và anh em bấm vào đây thì nó sẽ bật ngược ra cái đây. Đấy, nó có 4 cái núm này thì 4 cái này sẽ tạo ra tia lửa điện plasma anh em nhé. Và anh em cũng ấn vào cái nút này. Đấy, thì đấy, cái tia lửa điện này, nó bắn ra. Thì lúc đây anh em bỏ cái chất cháy vào đây thì nó sẽ cháy. Thuốc này hoặc tờ giấy thì nó sẽ cháy anh em nhé. Ở đây anh em thấy một cái núm này, khi mà anh em ấn vào đây thì nó sẽ sáng đèn anh em nhé. Còn thả cái núm này ra đấy, thì điện. Đấy. Và anh em sạc là anh em sạc vào đây anh em nhé. Khi mà anh em sạc thì nó cũng giống như sạc điện thoại. Và nó sẽ có một cái đèn xanh báo hiệu anh em nhé. Khi mà anh em sạc vào thì nó sẽ báo xanh.
là đèn nó vào, còn lúc nào mà sạc mà nó đầy ấy, thì nó sẽ tự ngắt đèn, anh em tự biết anh em rút ra. Và nếu như anh em nào thắc mắc mà đèn này sáng được lâu không ạ, thì nó sáng cả tuần anh em nhé, nếu anh em dùng bình thường. Hôm qua mình đã thử test cái này rồi và mình để như thế này này, để mức sáng mạnh nhất anh em nhé, để như thế và mình để 45 phút. Sau tối muộn quá mình tắt đi mình ngủ thì mình thấy nó vẫn còn sáng rất là mạnh anh em nhé. Đấy, nên là mình quay cho anh em. Ok, cái đèn này trên thị trường anh em muốn mua thì cũng 380.000, shop mình đang bán 300 à 250.000 thôi, nhưng mà hôm nay tặng cho anh em nhé. Đấy, khi mà anh em mua cái bật lửa này, sản phẩm này thì một chiếc Zippo xuất Nhật, trước đây shop mình đang bán 1.700.000 đồng anh em nhé, 1.700.000 đồng. Bây giờ thì bớt cho anh em 50.000 cộng thêm tặng cho anh em cái này. Nếu anh em muốn lấy thì nhanh tay alo cho shop nhé. Còn anh em xem video cho shop xin đăng ký kênh nhé. Cần thêm sản phẩm gì thì cứ lên Google và chữ Zipman.vn nhé. Vâng, mua Zippo tới Zipman.